Trung tâm giữ trẻ Tribe Child Care chuyên giữ trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Sau gần 20 năm hoạt động, Tribe Child Care đã có 3 cơ sở tại Kalibel, Fairfield và Kapramata với hơn hàng chục ngàn học sinh theo học, là nơi mà hầu hết phụ huynh đều tin tưởng để gửi con em đến trường. Ngoài ra, tại Tribe Child Care còn có một đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và vô cùng kiên nhẫn trong việc chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho tất cả học sinh của trường. Tribe Child Care tự hào là trung tâm giữ trẻ đẳng cấp và toàn diện trong cộng đồng người Việt tại Sydney. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc giám đốc điều hành anh Dinh Trang qua số điện thoại 0422 400 888. Kumon Kapramata Education Center chuyên dạy kèm toán và anh văn cho học sinh các cấp từ mẫu giáo đến trung học. Với hơn 60 năm kinh nghiệm và đã có mặt tại 55 quốc gia trên thế giới, riêng tại Úc, Kumon đã và đang có hơn 50.000 học sinh đang theo học. Kumon tin tưởng sẽ giúp học sinh đạt hiệu quả cao nhất trong môn toán và tiếng Anh. Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên lạc Ly Dương qua số 0419 293 633 hoặc đến thẳng trung tâm tại 125 Kapramata Road East, Kapramata, New South Wales 2166. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ năm, ngày 17 tháng 11 năm 2022. Và kính thưa quý vị khán giả, lũ lụt vẫn tiếp tục là thông tin được quan tâm nhiều nhất tại nước Úc ngày hôm nay, khi mà nhiều thị trấn ở khu vực miền quê của New South Wales vẫn đang còn chìm trong nước lũ. Trong bối cảnh này, câu hỏi được đặt ra là các cấp chính quyền, hội đồng thành phố địa phương cũng như tiểu bang và liên bang sẽ làm được gì cho cư dân vùng lũ, khi mà trong ngân sách vừa qua được loan tải bởi Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers vào ngày 25 tháng 10 cho biết là ngân sách sẽ có 3 tỷ đô la dành để tài trợ hoặc là hỗ trợ tài chính cho tất cả những lĩnh vực liên quan đến thiên tai thời tiết. Tuy nhiên, 3 tỷ có lẽ là quá ít so với việc mà nước lũ hoặc là khí hậu khắc nghiệt liên tục tấn công vào nước Úc trong thời gian vừa qua. Và điều này ngày hôm nay cũng đã được xác nhận bởi Bộ trưởng Dịch vụ Khẩn cấp là ông Murray Watch. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Dịch vụ Khẩn cấp của Liên bang là ông Murray Watch thì cho rằng cái con số tiền 3 tỷ đô la mà chính phủ hỗ trợ lũ lụt là vẫn chưa bao gồm tất cả những cái thiệt hại được đánh giá. Đó là cái khoản tiền mà trong cái dự luật về hỗ trợ lũ lụt đó là được chia sẻ giữa chính phủ liên bang, chính phủ tiểu bang và cả người dân đóng thuế ở tất cả các cấp. Nhưng mà những cái cá nhân bị ảnh hưởng bởi các trận lũ lụt năm nay có thể là phải tự bỏ cái tiền túi của mình ra để sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng do nước lũ. Và Bộ trưởng cho biết cái chi phí tiếp theo có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa, đặc biệt là khi mùa mưa bão chưa được bắt đầu ở Úc Châu. Trong khi đó thì thị trấn nhỏ Augura ở miền trung tây của tiểu bang New South Wales thì vẫn gần như bị cô lập do các dòng nước lũ trong tuần này. Một người phụ nữ đã tử vong như chúng tôi loan tin trong bản tin điểm báo ngày hôm qua. Còn ở thị trấn Phô Vì gần đó thì cộng đồng cư dân cũng đang trải qua đợt lũ lụt thứ hai trong vòng 2 tuần qua, với đợt lũ lụt hiện nay được đánh giá là lớn nhất trong vòng 70 năm qua ở thị trấn này. Nói chung thì mức lũ lụt kỷ lục đã được ghi nhận trên toàn tiểu bang và rất nhiều thị trấn cũng đã nhận được cảnh báo là cần chuẩn bị cho những đợt lũ lụt vào cuối tuần này. Ở Nam Úc thì các cộng đồng ở hạ lưu của sông Murray cũng đang được cảnh báo cần chuẩn bị cho đợt lũ lụt mới. Và chính phủ liên bang cũng đã cam kết là sẽ chi hơn 30 triệu đô la trong cái ngân sách mới công bố cho một cái tổ chức cựu chiến binh tình nguyện để thành lập một cái lực lượng hỗ trợ thiên tai chuyên nghiệp trong các cái thảm họa thiên nhiên cũng như cái công việc dọn dẹp để giảm áp lực hiện tại, hiện thời đang đặt lên vai lực lượng quốc phòng. Hiện vẫn còn 200 nhân viên của ADF vẫn tham gia các cái hoạt động phòng chống lũ lụt cũng như giúp cư dân dọn dẹp ở khu vực miền trung tây của tiểu bang New South Wales. Và kính thưa quý vị, tình trạng thời tiết thất thường cũng đã nhìn thấy rất rõ tại tất cả các tiểu bang và lãnh thổ.
không phải bởi những cơn mưa to gió lớn lũ lụt mà bởi vì thời tiết lạnh trong ngày hôm qua tại tất cả các thủ phủ, đặc biệt là thủ phủ Sydney và Melbourne, khi mà nhiệt độ vào ban đêm chỉ khoảng trên dưới 10 độ C, trong khi nhiệt độ vào ban ngày thì nó cũng cao hơn, có nghĩa là khoảng 20 độ C, nhưng cũng không cao như nhiệt độ của mùa hè. Thông thường tháng 11 thì nhiệt độ của chúng ta sẽ từ 25 cho đến 30 độ C, trong khi không khí lạnh này cũng đã diễn ra tại thủ đô ACT với chỉ 3.9 độ C trong ngày hôm qua. Ở thủ phủ Hobart của Tasmania, nhiệt độ là 8.5 độ C, trong khi Adelaide cũng có nhiệt độ rất thấp là 9.4 độ C. Đó là chúng ta chưa nói đến cái tình trạng thời tiết nó, cái thiệt nhiệt độ nó thay đổi quá là đột ngột. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nhiệt độ nó đã thay đổi đến 50 độ C và các chuyên gia khí tượng đã dẫn chứng cho lời xác nhận này. Đó là tại khu vực ở tiểu bang Tây Úc, khu vực Fitzroy, vào lúc 2 giờ 40 phút chiều, có nghĩa là 5 giờ 40 phút giờ ở Victoria và ở New South Wales ngày thứ ba vừa qua, nhiệt độ tại đây đã lên đến 43 độ C và đó là nhiệt độ cao nhất trên toàn quốc Úc Châu trong cùng một thời điểm. Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau đó, một thành phố hoặc là một thị trấn có tên gọi là Mount Hotham ở tiểu bang Victoria đã có nhiệt độ là âm 7 độ C, có nghĩa là nhiệt độ rất lạnh của mùa hè, có thậm chí có cả tuyết rơi. Và đây là những cái hiện tượng thời tiết mà rất là khó dự đoán. Và chắc chắn là nếu một ai đang ở Tây Úc với nhiệt độ là 43 độ C, bay tới Victoria với nhiệt độ là âm 7 độ C, thì họ sẽ bị sốc nhiệt và được, rất là nhiều cơ thể sẽ không thể nào chịu nổi với cái nhiệt độ nó thay đổi quá nhanh như vậy. Được. Nhưng mà nước Úc sẽ rơi vào tình trạng như thế này rất thường xuyên. Vâng, tức là trong cùng một đất nước thôi mà nhiệt độ lại rất là chênh nhau. Và đây là cái tình trạng biến đổi khí hậu và có lẽ sẽ còn tiếp diễn trong những năm tới. Còn thưa quý vị và các bạn, về vấn đề kinh tế thì một công ty giao thực phẩm lớn là Deliveroo đã tuyên bố là phá sản dịch vụ này ở Úc, khiến cho 15.000 nhân viên và hàng nghìn nhà hàng sử dụng cái dịch vụ này ở Úc cần phải tìm việc làm mới hay là tìm một cái dịch vụ mới để chuyển đồ ăn tới khách hàng. Cụ thể thì công ty mẹ của dịch vụ này là ở Vương quốc Anh đã chính thức tuyên bố ngừng hoạt động chi nhánh ở Úc Châu ngay lập tức sau 7 năm duy trì cái dịch vụ này. Thông báo ngừng hoạt động cũng đã được gửi đến cho mọi khách hàng đã đăng ký dịch vụ với xác nhận rằng là công ty sẽ ngừng giao dịch vĩnh viễn ngay lập tức tại Úc Châu. Vào thời điểm tuyên bố đưa ra thì ứng dụng mà các khách hàng tải trên các cái điện thoại di động cũng đã ngừng nhận các cái đơn đặt hàng. Và người phát ngôn của công ty nói rằng là thị trường Úc có tính cạnh tranh cao và Deliveroo không nắm giữ nhiều vị trí chắc tại địa phương. Và Liên minh Công nhân Vận tải thì lại cũng đã chỉ trích công ty Deliveroo đã đột ngột khiến hàng nghìn tài xế giao hàng bị mất việc, tức gây ra cú sốc cho rất nhiều người vốn dựa vào công ty này để kiếm thu nhập và yêu cầu chính phủ liên bang cũng cần có những cái biện pháp để cải cách cái khu vực kinh tế tự do. Tuy nhiên, công ty Deliveroo cho biết là họ sẽ hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa chi nhánh ở Úc. Tuy nhiên, rất nhiều khách hàng đã đăng ký là thành viên của công ty này thì vẫn chưa biết là có được hoàn lại cái khoản phí mà đã đóng hay chưa. Chắc chắn là sẽ không được hoàn lại, là bởi vì họ chỉ sẽ là những người creditor, có nghĩa là những người chủ nợ và sẽ được thanh toán, nhưng mà nếu có trả thì cũng không trả 100% những cái chi phí mà họ đã đóng cho cái công ty này. Đó là theo cái luật phá sản của nước Úc. Và kính thưa quý vị, trong cái đời sống đắt đỏ hiện nay, đặc biệt là về vấn đề thực phẩm, thì thông tin từ một hội đồng thành phố ở Sydney cho biết là họ sẽ mở một cái trung tâm hoặc là một cái phòng thức ăn dự trữ để giúp đỡ cho tất cả cư dân địa phương. Những ai không có được một cái bữa cơm no thì có thể ghé qua những cái trung tâm này để có được thực phẩm miễn phí. Và đó là lời tuyên bố của hội đồng thành phố Cumberland. Theo lời của hội đồng Cumberland thì họ cho biết là họ sẽ xây dựng hai trung tâm đầu tiên, một là tại Wentworthville và trung tâm thứ hai là tại Auburn, tất cả đều ở khu vực phía tây nam của thành phố Sydney, và trung tâm này sẽ hoạt động trong vòng 12 tháng. Tất nhiên,
khi mở những cái trung tâm cung cấp thực phẩm miễn phí như thế này thì Cumberland Council cũng đã phải đi quyên góp từ thiện từ nhiều cái tổ chức khác nhau, từ nhiều cái công ty thực phẩm khác nhau, và họ cũng hy vọng là chính phủ tiểu bang New South Wales có thể giúp đỡ họ một phần nào để có thể tiếp tục duy trì cái hoạt động có ý nghĩa như thế này. Bởi vì theo đánh giá của Hội đồng thành phố Cumberland thì người dân của hội đồng này trong thời gian vừa qua rất là khó khăn đối phó với sự thiếu hụt về thực phẩm và thậm chí là không đủ tài chính, không đủ tiền bạc để mua được những cái bữa cơm no, những cái bữa tối ấm áp cho gia đình. Và vì vậy họ đã đưa ra một cái kế hoạch mới, đó là phòng đựng thức ăn của cộng đồng. Và tất nhiên tất cả những cái thức ăn lưu trữ tại căn phòng này đều sẽ được miễn phí cho những ai cần đến. Đây cũng là một hình thức tương tự như ngân hàng thực phẩm là Food Bank đã có mặt tại Victoria và nhiều tiểu bang khác. Nhưng đây là hình thức mới hơn và đơn giản hơn để có thể nhanh chóng đưa vào hoạt động. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn là tại tiểu bang Victoria thì chỉ còn hơn một tuần lễ nữa, tức là vào thứ Bảy tuần tới ngày 26 tháng 11 sẽ diễn ra cuộc bầu cử quốc hội bang. Và sát đến ngày này thì hai đảng phái chính vẫn tiếp tục đưa ra những cái cam kết để thu hút lá phiếu của cử tri. Và đảng lao động cầm quyền lại đưa thêm một cam kết mới, đó là hàng triệu người dân có thể sẽ nhận được cái khoản hỗ trợ tiền thưởng tiết kiệm điện trị giá 250 đô la mỗi hộ gia đình kể từ tháng 3 năm tới, nếu mà chính phủ lao động của thủ hiến Daniel Andrew tiếp tục thắng cử. Hồi đầu năm nay thì chính phủ của thủ hiến Andrew cũng đã từng hỗ trợ 250 đô la cho bất kỳ hộ gia đình nào so sánh và chuyển đổi ký hợp đồng mua điện sang một công ty điện rẻ hơn thông qua cái trang web là so sánh năng lượng Victoria. Giờ đây thì ông Drew lại cho biết là sẽ lại cung cấp một cái khoản hỗ trợ tương tự trước mùa đông năm sau nếu mà thành công trong cái cuộc bầu cử vào ngày 26 tháng 11 tới. Ông cho biết cái khoản tiền thưởng tiết kiệm điện đã giúp hơn 1 triệu người dân Victoria tìm được giải pháp tốt hơn cho cái hóa đơn tiền điện của họ. Tức có nghĩa là các hộ gia đình vừa nhận được cái tiền hỗ trợ lại vừa tiết kiệm giảm được cái chi phí hóa đơn tiền điện của mình. Nhưng mà liên đảng ở thế đối lập thì cũng đã đưa ra những cái chương trình tương tự. Là nếu họ thắng cử thì họ cũng sẽ có phương pháp để mà hạ giảm khoảng 235 đô la hóa đơn tiền điện cho người dân tại Victoria. Ngoài ra thì trong cái chính sách tranh cử của liên đảng thì họ cũng cho biết là tất cả những cái dự án khí đốt tại tiểu bang Victoria sẽ có một phần thu giữ lại để cung cấp cho cư dân nội địa, có nghĩa là cung cấp cho cư dân ở Victoria để tránh tình trạng thiếu hụt điện năng đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Và kính thưa quý vị, cũng tại tiểu bang Victoria, một cậu bé 9 tuổi đã bị tử vong vào lúc khoảng 7 giờ 30 tối ngày thứ Bảy vừa qua. Và đây là một cái vụ tử vong, một cái tai nạn mà các chuyên gia cho rằng rất là bất bình thường. Tai nạn là đã xảy ra khi mà cậu bé đã chơi đùa với một người bạn cùng trang lứa tại cái khu nhà để xe có nghĩa là garage trong cái tòa nhà chung cư của gia đình họ sinh sống ở khu vực Newton. Và khi mà không ai biết cái lý do vì sao, trong lúc mà chơi đùa, có thể là hai bé đang chơi trò trốn tìm, thì cái cánh cửa của gara nó đã bỗng nhiên nó sụp xuống và nó đè thẳng lên người cậu bé. Cha của cậu bé sau đó đã phát hiện khi đi tìm kiếm con mình. Tuy nhiên cái cánh cửa nó quá nặng, với sức của một người, ông không thể nào nhấc cái cánh cửa lên. Và khi mà ông rờ vào tay chân đầu của con trai mình thì tất cả đều đã lạnh hết rồi. Và cũng vì vậy mà khi nhân viên cứu thương đến đã không thể nào cứu chữa được và cậu bé cũng đã qua đời ngay tại chỗ. Trong khi cậu bé thứ nhì thì đã được chuyển đến Bệnh viện Hoàng gia Melbourne để mà chữa trị và hiện nay cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Trong cái bối cảnh này thì tất cả hàng xóm địa phương đã cùng góp tay chung sức để mà giúp đỡ gia đình này và một trang gây quỹ từ thiện trên trang mạng GoFundMe cũng đã được thành lập. Cho đến nay thì cũng đã có hơn 6.000 đô la được đóng góp để giúp đỡ gia đình nạn nhân trong cái bối cảnh khó khăn này. Vâng, một vụ tai nạn hết sức hy hữu và hết sức thương tâm bởi vì cậu bé này là con trai duy nhất của gia đình
và được đánh giá là một cậu bé rất là thông minh, hiếu động và vui tươi ngay ở trường học và được ngay trong cộng đồng cũng rất yêu mến cậu bé. Thật ra thì ở Queensland, ở Brisbane sáng ngày hôm nay khoảng 6 giờ nó cũng có một cái tai nạn hy hữu không kém. Khi mà một cái người đàn ông tới cái phòng tập gym và họ đã tập cái môn cử đẩy tạ thì không may cái tạ nó đã rớt và nó đè thẳng lên người đàn ông này. Tuy nhiên cho đến thời điểm này nó còn chưa có thông tin chính xác là sức khỏe của người này ra sao, nhưng theo các chuyên gia cũng đang rất là nguy kịch. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, chúng ta còn nhớ thời đại dịch COVID-19 2 năm vừa qua, thì để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh thì chính phủ của các tiểu bang và vùng lãnh thổ đã áp dụng rất nhiều biện pháp. Trong đó có cái biện pháp là bắt người từ nước ngoài trở về cần phải cách ly 2 tuần trong khách sạn. Thời gian đầu thì được miễn phí, nhưng sau đó thì cái khoản chi phí này thì do hành khách tự chi trả với số tiền là khoảng 3.000 đô la. Và việc này đã gây rất nhiều tranh cãi, nhiều người đã không trả cái khoản tiền này, tất nhiên vì rất nhiều lý do. Nhưng mà đa số đều cho rằng là việc họ phải bỏ tiền túi ra cho một việc mà họ không mong muốn là một việc làm hết sức phi lý. Và hiện vẫn còn hơn 20.000 người trên cả nước chưa thanh toán các cái khoản hóa đơn tiền cách ly này, với tổng số nợ ước tính là 140 triệu đô la. Và có nhiều người còn thậm chí không có ý định thanh toán cái khoản nợ của họ, thậm chí kiện vụ này ra tòa để không phải trả. Và trên báo chí cũng đã nêu trường hợp một người đàn ông trở về tiểu bang Nam Úc sau khi thăm người thân ở Albany vào tháng 1 năm ngoái và phải thực hiện cách ly 2 tuần lễ trong khách sạn, mà ông mô tả đây là 2 tuần lễ tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình. Khi mà người đàn ông 75 tuổi này cho biết là cái sự hạn chế trong phòng khách sạn quá ngột ngạt đến mức ông bị chấn thương về tinh thần, thậm chí đã từng nghĩ đến việc là tự tử. Chịu đựng như vậy và sau khi kết thúc 14 ngày cách ly trong khách sạn thì ông đã nhận được cái hóa đơn mình cần phải thanh toán cho 2 tuần này là 3.000 đô la. Ông kiên quyết không trả và sẵn sàng kiện vấn đề này ra tòa và nói rằng là chỉ trả nợ bằng cách là ngồi tù chứ nhất định không chịu chi tiền để trả cái khoản nợ này. Và kính thưa quý vị, theo các chuyên gia về luật pháp thì bất cứ những cái hành động pháp lý nào, những cái thách đố nào của cư dân Úc trong cái vấn đề phòng chống dịch bệnh COVID-19, kể cả vấn đề cách ly, nếu chúng ta đưa vấn đề này ra trước tòa án thì chúng ta sẽ bị thất bại, là bởi vì luật pháp hầu như là sẽ bảo vệ các cơ quan chính quyền tại Úc khi mà họ thực thi cái việc bảo vệ sức khỏe của người dân bằng các biện pháp rất là nghiêm ngặt trong đại dịch vừa qua. Và nếu liên quan đến vấn đề cách ly khách sạn, thì hiện nay trong tổng số 140 triệu đô la tiền mà công dân Úc đang nợ chính phủ các tiểu bang và lãnh thổ, dẫn đầu là tại New South Wales, khi mà tiểu bang này đang có một cái món nợ lên đến 51 triệu đô la, là số tiền mà New South Wales đang cố thu hồi từ những người cách ly nhưng không muốn trả tiền. Đứng thứ nhì là Queensland với cái số nợ là 42 triệu, trong khi Victoria chỉ đang có khoảng 20 triệu đô la tiền nợ mà thôi. Tiểu bang Tây Úc là 16 triệu đô la, Nam Úc là 10 triệu đô la, trong khi Bắc Úc là có khoảng 4 triệu ba, thấp nhất là lãnh thổ thủ đô ACT khi mà chỉ có nợ có 7.500 đô la mà thôi. Có nghĩa chỉ có vài trường hợp không chịu trả tiền, hầu hết là những người khác đều đồng ý trả tiền, thể hiện đầy đủ tinh thần. Nhưng một điều rất là ngạc nhiên mà ngày hôm nay chúng tôi mới khám phá, đó là trong số 6 tiểu bang và 2 lãnh thổ tại Úc Châu, Tasmania là tiểu bang nhỏ nhất và cũng là tiểu bang duy nhất không thâu tiền cách ly khách sạn, và vì vậy tiểu bang này hoàn toàn không có một cái hồ sơ gì về vấn đề này. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, khi mà giá thuê nhà ở Úc Châu trở nên đắt đỏ do cái số nhà cho thuê rất là khan hiếm, thì có một chủ nhà ở thành phố Adelaide của tiểu bang Nam Úc đã sửa chữa căn hộ một phòng ngủ của mình thành một căn hộ có tới 5 phòng ngủ để cho thuê được nhiều tiền hơn. Và việc người chủ cơi nới như vậy mà không xin phép công ty quản lý tòa nhà đã bị tòa tuyên phạt là vi phạm pháp luật. Người chủ nhà này đã chuyển đổi căn hộ rộng 82m² trong tòa nhà Mason ở khu trung tâm thương mại ở thành phố Adelaide thành một căn hộ 5 phòng ngủ và được giao cho thuê trên một cái trang quảng cáo trực tuyến.
Và theo cái trang quảng cáo trực tuyến này thì mỗi phòng ngủ trong căn hộ này được cho thuê với giá từ 150 đến 160 đô la mỗi tuần kể từ tháng 3 năm ngoái 2021, thay vì là 450 đô la trước đây cho toàn bộ căn hộ chỉ với một phòng ngủ. Và kính thưa quý vị, vụ việc này đã được báo chí quan tâm rất là nhiều. Lý do là bởi vì người phụ nữ hiện nay đang bị khởi kiện bởi cơ quan quản lý là Strata Corporation, trong khi hội đồng thành phố thì hình như là chấp thuận quyết định của cô, đó là ngăn từ một phòng ngủ thành 5 phòng ngủ cơi nới thêm. Tuy nhiên hiện nay thì Strata Corporation yêu cầu người phụ nữ này phải trả cái tình trạng căn hộ trở về nguyên trạng, có nghĩa là trở lại một phòng ngủ. Thế nhưng người chủ nhà thì cho rằng mình là chủ sở hữu, mình toàn quyền được quyết định. Vì vậy mà cô cho là cô đang bị bất công, nhận được những cái quyết định khá là bất công từ cái cơ quan quản lý là Strata Corporation. Và hiện nay thẩm phán vẫn chưa đưa ra quyết định là ủng hộ hay không ủng hộ việc làm của người phụ nữ này. Tuy nhiên chúng ta có thể hình dung 82m² mà chia thành 5 phòng ngủ thì đó cũng quả là không gian rất là chật hẹp đối với những người cho thuê. Tất nhiên là cái thu nhập thì nó sẽ rất là cao, từ 450 đô la mà nó thành 950 đô la hoặc là 1.000, có nghĩa là gấp đôi. Và vì vậy chúng ta hiểu được cái mục đích của chủ nhà. Nhưng ngược lại Strata Corporation thì bảo vệ quyền lợi của người thuê và họ hoàn toàn không chấp nhận. Vâng, cũng ở tiểu bang Nam Úc thì thưa quý vị và các bạn, có một người đàn ông ở thành phố Adelaide vừa bị phạt một cái khoản tiền đậu xe mà anh cho rằng là rất vô lý, bởi vì vào cái thời điểm đó thực tế anh không hề đỗ xe mà vẫn đang lái chiếc xe của mình vào thời điểm bị phạt. Người lái xe này thì tên là Bob. Anh cho biết là anh đang chạy xe trong cái dòng xe để chờ đón học sinh thì thấy nhân viên kiểm tra của Council. Vài ngày sau thì anh Bob nhận được một cái hóa đơn phạt lỗi đậu xe với số tiền bị phạt là 75 đô la được gửi đến hộp thư của gia đình mình. Tất nhiên hóa đơn kèm cả bức ảnh mà nhân viên kiểm tra đã chụp vào cái thời điểm đó. Nhưng mà anh Bob cho biết là anh vẫn đang lái xe khi đó và chỉ tạm thời dừng lại trong khi chờ những chiếc xe khác di chuyển ở phía trước để tiếp tục di chuyển đến cổng trường để đón cháu mình. Theo anh thì việc đỗ xe ít nhất là phải tắt máy, khóa xe và rời khỏi xe. Tuy nhiên việc anh vẫn ngồi trên xe mà lại nhận được giấy phạt. Và lỗi này có lẽ là rất nhiều các bậc phụ huynh mà có con nhỏ cần phải đưa đón đến cổng trường sẽ gặp phải. Và đây cũng là một hình thức phạt mà quý khán giả nào ở khu vực Kapramata cũng đã vài lần bị nhận giấy phạt như thế này. Nếu mà chúng ta khi đi vào đường John là cái khu vực rất là bận rộn ở khu shopping của người Việt, và chúng ta mặc dù vẫn ngồi trên xe đánh đèn xi nhan chờ đợi để mà đậu xe, nhưng mà nếu mà nhân viên council nhận thấy là cái việc đánh đèn chờ đợi gây tắc nghẽn giao thông, họ vẫn có thể chụp hình và gửi giấy phạt. Và đây là họ cho rằng họ có quyền làm như vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần điểm báo thế giới vào lúc 8 giờ tối nay. Kim Hoàng xin trân trọng, kính chào.